Em An xin gửi lời chào của em An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa và chào mừng tất cả anh chị đến với An Ô Tô Cũ Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Theo yêu cầu của những vị khách hàng thân yêu thì hôm nay em An sẽ lên sóng giới thiệu chi tiết vào mẫu xe gầm cao 5 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Hyundai, một em Hyundai Creta phiên bản đặc biệt 1.5 đặc biệt sổ nhập Indo 2022, và chiếc xe này của em An hiện tại đang đi là 18.000 km chị nhá. Một mẫu gầm cao 5 chỗ thể thao trẻ trung và rất là được ưa chuộng, với thiết kế rất là đẹp mắt anh chị nhá. Và đây nói vui là một chiếc tiểu Tucson đấy ạ. Chiếc này của Eman thì hiện tại đang là một chiếc xe duy nhất tại showroom nhà Eman. Cũng có khá nhiều anh chị hỏi Eman về Tucson nên là hiện tại thì Eman cũng may mắn là bộ phận thu mua đã mang về được một chiếc Tucson để phục vụ anh chị rồi. Đèn led full nhá, màn ga lăng thì nhìn hao hao giống với một chiếc Tucson form mới đúng không anh chị. Động cơ sẽ là 1.5 nên là mức đeo nhiên liệu nó cũng rất là vừa phải chị nhá. Em xe này của Eman đang đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh, tên tư nhân. Và đăng kiểm hiện tại còn đến tháng 12 năm 2026. Phí đường bộ cũng vậy ạ. Đấy, và tất cả dàn lốp, mâm vỏ là theo xe. Mâm phay anh chị ạ. Kona thì có 3 bản, bản 1.6 AT tiêu chuẩn, 1.5 tiêu chuẩn, 1.5 đặc biệt và 1.5 cao cấp. Thì đây là bản đặc biệt, bản giữa chị ạ. Mâm phay, dàn vỏ theo xe. Và thiết kế thì quá đẹp rồi. Đèn led full hết anh chị ạ. Chiếc xe này thì phần bậc lên xuống này đã được bác chủ xe lên sẵn cho chị rồi. Bậc lên xuống này đã được lên sẵn rồi chị nhá. Nhà bạn Calamen quay sát vào dàn lốp này đi ạ. Dàn lốp này thì dàn lốp nguyên bản theo xe chị nhá. Dàn lốp nguyên bản theo xe, mâm ở đây sẽ là mâm R17. Và được trang bị sẵn cho chị là 4 thăng đi ABS, cân bằng điện tử đầy đủ hết. La răng rất là thể thao luôn, la răng cực kỳ đẹp luôn. Và những chi tiết mủ đen này là sẽ chạy xung quanh chiếc xe, tạo sự khỏe khoắn, cứng cáp liền nạc cho chiếc Creta nhà Man. Động cơ sẽ là 1.5 mà có lẽ là Man sẽ quay luôn động cơ cho chị để chị tham khảo trước chị nhá. Trong phiên live của Eman, nếu mà chị cần Eman quay review chi tiết bất cứ mẫu xe nào chị hãy comment, Eman sẽ sắp hết thời gian để quay vì lượng xe thì rất là nhiều. Đây là để quay được tất cả từng mẫu một thì nó khá là mất thời gian. Đây là Eman thì sẽ ưu tiên những anh chị là hỏi Eman trước nhá. Eman sẽ quay cho chị phần động cơ trước này. Về xe thì Eman vẫn cam kết tuyệt đối về đâm đụng ngập nước tai nạn. Xe cũ thì chắc chắn là sơn dặm thì có. Với chiếc xe này thì chất lượng chiếc xe nó còn khoảng 90-95%. Máy đấy ạ. Máy 1.5 nhá. Và xe này thì bên em cũng đã sở ba rồi. Động cơ nguyên bản, ABS cân bằng đầy đủ hết. Và chiếc này thì anh chị rất là dễ quan sát. Nhiều chiếc xe có thể là cọ quẹt ở đây, anh chị cũng hoàn toàn có thể đẩy bên trong rất là dễ này. Phần đầu xương đầu răng nguyên bản này. Đây. Nguyên bản theo xe nha anh chị nhá. Đấy. Creta phiên bản đặc biệt 2022. Và xe thì nguyên bản tuyệt đối, chị cứ mang kiểm tra cho em ăn. Đâm đụng ngập nước em An hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các chi tiết ốc mã vè hay là ốc cabo cũng là zin nguyên bản ở trên chiếc Creta này. Rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, chúng ta vào trong phần đuôi sau và nội thất để chị cùng tiếp theo tham quan phần thân xe chị nhá. Tất cả dàn vỏ là theo xe, mâm còn khá là đẹp. Dàn vỏ mới tinh nha chị nhá. 2022. Dàn lốp theo xe hết này chị này. Lốp còn dày chị ạ. Các sinh nhan gương sẽ tích hợp ở phần gương cho họ và các tay cửa sẽ đều là mạng chrome. Em này thì Eman quan sát là có một cái khoảng sáng gầm khá là tốt. Và phần cụm đèn hậu sau thì cực kỳ là bắt mắt, cá tính luôn ạ. Cụm đèn hậu sau là led nha chị nhá. Là mày biển thành phố thôi. Và 618 triệu là mức giá mà Eman đang chào bán. Giá thì anh chị hoàn toàn có thể là thương lượng thêm. Đấy. Xe thì mới dọn đâu đó được khoảng 90% thôi. Khi mà chị lấy thì Eman sẽ dọn kỹ hơn. Bánh dự phòng chưa lăn, bánh lớn luôn chị nhá. Khu vực để đồ thoải mái anh chị để đồ này. Em này thì những chi tiết cốp sau cũng còn chưa tháo mở này. Nguyên bản nha. Chưa tháo mở này. Chiếc này thì có cái phần mũ này thì em An quan sát là có thể là trong quá trình sử dụng mà chủ xe họ để cái đồ gì nó hơi sức một chút, nhưng mà khi mà chị lấy thì em An sẽ làm lại cho nó mới hơn một chút cho chị nhá. Đấy, keo chỉ thì bao zin. Nói chung là về keo chỉ thì em An bao zin rồi. Đây, km nguyên bản full lịch sử. Và với động cơ 1.5, cái mức tăng nhiên liệu của em nó rất là ok cho chị này. 6 lít 39 cho đỉnh kết hợp, anh chị thấy không ạ? Cực kỳ hợp lý đúng không anh chị? Cho chiếc Creta này. Cảm biến sau được trang bị nhé, cam lùi sẵn rồi. Đây, chúng ta vào trong nội thất của chiếc xe này. Nhập Indo và hàng ghế sau rất là thoải mái này. Trang bị cho anh chị như là ghế da zin nguyên bản này. Thắng tay điện tử Auto Hold. Ok. Trần nỉ zin nha chị nhá, trần nỉ zin ghế da. Xe đã được trang bị sẵn lót sàn rồi. Sẵn lót sàn rồi chị ạ. 18.000 thôi ạ. Vô lăng 4 chấu anh chị nhá. Vô lăng 4 chấu. Đây Creta 2022 phiên bản đặc biệt
Xe đang lên sẵn bậc lên xuống rồi. Xem xe đi anh. Anh xem cho người nhà hả? Ở đâu người nhà ở đâu? À thôi ngồi chắc mới điện em. Ok. Ok, đấy, đang quay để gửi cho bác cái đây. Rồi, chiếc này thì hiện tại đang là 618 triệu và bây giờ thì Aman sẽ lược qua cho chị những cái mẫu xe đang có sẵn tại showroom để chị tham khảo thêm nhá. Anh cứ coi đi. Đây, chúng ta ra ngoài này với Solet này, với Kona này. Đấy, và cả có cả Subaru nữa. Đây, Aman giới thiệu chị chiếc Hyundai Kona bản cao cấp nhất nhá. Phiên bản 1.6 turbo 2020. Chiếc này thì hiện tại đang có km là 58.000 ạ, 58.000. Và mức giá hiện tại Aman đang chào bán chiếc này là 548 triệu. Bản cao cấp nhất của Hyundai Kona sẽ được trang bị thêm cho chị như là cửa sổ trời, mâm nguyên bản theo xe. Hôm trước thì Aman có một chiếc màu đỏ thì bán rồi. Xe đã được trang bị cam hành trình Việt Map, đăng kiểm vào đến tháng 12 năm 2025. Động cơ turbo thì mạnh và mức giá nhiên liệu sẽ tốt hơn so với bản 2.0 anh chị nhá. Đây, và chị tham quan nội thất này. Năm trăm bốn mươi tám triệu. Ok, đấy chị cứ xem ghế da zin nguyên bản nhá, 1.6 turbo. Kona thì cái thời điểm ra mắt thì cũng rất là được anh chị ưa chuộng về thiết kế, cảm giác lái trải nghiệm cũng rất là hay. 548 và hoàn toàn có thể là làm góp được anh chị nhá, làm hoàn toàn có thể góp được. Rồi, 548, còn tiếp theo là một chiếc xe sẽ có mức tiêu nhiên liệu cũng khá là ổn này. Gầm cao cỡ nhỏ, thiết kế thì quá đẹp rồi đúng không ạ? Kia Soulette. Rất là trùng hợp vì hiện tại Aman đã có sẵn những cái mẫu xe đến từ thương hiệu Hyundai này, Kia này, Toyota này và Mazda đều có đủ luôn. Soulette 22 bản Luxury màu xanh, mâm phay dàn vỏ teo xe, các tay cửa đều là mạ chrome hết. Kia Soulette 2022 bản Luxury. Luxury. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang chào bán cho chị với mức giá là 579 triệu đồng, 579 anh chị ạ. Ghế da zin. Cực kỳ đẹp luôn, vô lăng tích hợp nha chị ạ. Ghế da này là ghế da zin cho bạn xe. Soulette thì cũng sẽ có 3 bản, bản Deluxe, bản Luxury và bản Pre. Thì đây là bản giữa chị nhá. Logo mới rồi. Ở chiếc này của Aman thì có cảm biến trước sau biển 71 Bến Tre. Hơn 500 triệu thì chị bỏ ra đâu đó khoảng 200 triệu là chị góp được rồi. 528 triệu. Đây, một chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota này phục vụ chị ạ. Một em Toyota Ray nhá. Hơn 400 triệu thôi. Là chị có một chiếc xe gầm cao 5 chỗ rất trẻ trung và cá tính đây. Aman đang có một chiếc Toyota Ray 2022. Xe này của Aman sở hữu màu sơn là màu vàng đen. Xe đang chạy cho chị là 60.000 km. 60.000. Đấy. Động cơ sẽ là 1.0 turbo, bản này là duy nhất, Toyota Ray chỉ có duy nhất một bản thôi là bản 1.0 turbo, 6 vạn km đấy. Mâm lớn, em này có một cái ưu điểm là mâm khá là lớn, bán đường tốt hơn. Các tay cửa đều mạ chrome, rất là gọn gàng đúng không ạ? 479 triệu đồng cho chiếc xe. Phần lóc xe là sơn đen bóng nhá chị nhá. 479 ạ. Ok, đấy. 479 triệu đồng. Đăng kiểm và phí đường bộ và đến tháng 9 năm 2026. Được chưa? Đấy. Tháng 9 2026 chị mới đăng kiểm lại nhá. Xe thì ok lắm. 479 triệu đấy, anh chị cũng bỏ ra đâu đó khoảng 200 triệu, 180-200 là vay được rồi. CX-3 đi Calamen, Mazda CX-3. Một chiếc xe của nhà Mazda. Em này cũng là bản Luxury, bản có hắt kính đầy đủ, ghế da đầy đủ hết anh chị. Mâm cũng rất là lớn này. Mazda CX-3 màu xám titan nhé anh chị. 2021 và em xe này của Man thì hiện tại nó đang đi là 39.000 km. 39.000 cho chiếc Mazda CX-3 này 2021 Luxury. Ok. Đấy. Chân thì zin này. Các tay cửa này nguyên bản đồng mỏng. Dòng này thì chạy rất là nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu, thắng tay điện tử auto hold, chế độ sport hay là lấy số vô lăng, ngoài ra thì có cả hắt kính nữa cơ. Đấy. Mazda CX-3 nhà Man nha. Chiếc này thì để cho chị mức giá là 539 triệu đồng. Động cơ sẽ là 1.5 và dòng này thì cũng sẽ là nhập nhá, nhập nguyên chiếc, nhập Thái nguyên chiếc anh chị ạ. Được chưa? 2021 Luxury 539 triệu đồng.
Tiếp tục ở đây thì Aman đang có một chiếc Berzo này, Cola Cross này đây, Cola Cross phiên bản G, sản xuất vào năm bánh năm 2022, bản G nhập Thái nhá. Đây được đánh giá là một trong những mẫu xe gầm cao 5 chỗ có công nghệ an toàn rất là đầy đủ luôn. Cảm biến trước sau, bản G xe đang đi là 33.000 km thôi. Giá bên em đang niêm yết ở trên chiếc Cola Cross bản G này là 698 triệu đồng. 698. Anh chị cứ lên xem xe thực tế này, lái thử kiểm tra xe thì mình thương lượng giá với em An nhé. Cũng rất là dễ dàng thôi. Khi mà anh chị bớt chút thời gian lên xem xe thực tế thì chắc chắn là cái mức giá chúng ta hoàn toàn có thể là cân nhắc và thương lượng với nhau. Dễ dàng lắm. 698 triệu bản G, nội thất màu nâu nhé chị, nâu da bò. Đấy. Ok. 33.000 km. Đấy, mời chị xem. Chào nội thất đấy ạ. Đấy. chị nhá. Rồi và tiếp theo là một chiếc Berzo, Berzo 3008 phiên bản GT 2022. Chiếc này thì đang đi là 38.000 km chị nhá, 38.000 cái chiếc này. Berzo 3008 biển Thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy. Tài chính bây giờ thì nó sẽ gần 9 đồng 889 triệu. Chào mọi này. Chị làm mà đang ưng cái dòng Berzo, em này gọi mang là Berzo 3008 phiên bản GT 2022 Luxury. 2022 36.000 thôi, xe mới đi 36.000. Nên là cũng còn cực kỳ là mới. À, một mẫu xe có nguồn gốc xuất xứ từ nước Pháp này chị ạ. Mà em này thì được sản xuất lắp ráp tại thị trường Việt Nam thôi. Đó. Cho mẫu này 889 triệu đồng. Bên em thì còn rất là nhiều những mẫu xe khác nhá. Nhưng mà hôm nay thì Aman sẽ phép chỉ cập nhật những mẫu gầm cao 5 chỗ thôi. Anh chị yêu thích mẫu nào thì cứ lên trực tiếp showroom nhà Aman, rất nhiều những cái lựa chọn cho chị tốt hơn. Chiếc này đang là 889. Chiếc xe gầm cao 5 chỗ tiếp theo và cuối cùng trong phía này video của Aman đó là một chiếc Subaru 5 chỗ nhưng mà thực sự chiều dài cơ sở và sự rộng rãi rất là ok, giống như một chiếc 7 chỗ chị nhá. Đây là một chiếc Subaru Forester phiên bản IL 2023. Chiếc này của Aman là 2 cầu nhá. Xe đang đi là 30.000 km nguyên bản, nhập Thái Lan. Đấy, em này thì hiện tại đang là 848 triệu đồng. Forester phiên bản IL 23. Xe mới chạy có 30.000 km thôi ạ. Và mức giá hiện tại là 848 triệu đồng. Em này thì là 2 cầu luôn chị nhá, 2 cầu luôn. Dạ. Một chủ từ đầu, một chủ từ đầu luôn. Và đang là chiếc xe đeo biển số 93 Bình Phước, nhập Thái Lan. Ok chưa? Rồi, em An vừa cập nhật và giới thiệu cho chị rất nhanh những mẫu xe gầm cao 5 chỗ ngồi, đặc biệt là cái mẫu Hyundai Creta theo yêu cầu của khách hàng của em An. Và chị yêu thích quan tâm mẫu xe nào thì lên trực tiếp showroom nhà em An để xem xe. Một nữa thì cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và anh chị cần em An review chi tiết bất cứ mẫu xe nào, anh chị hãy comment phía dưới video, em An sẽ sắp xếp để review cho chị nhé. Một nữa thì cảm ơn và hẹn gặp lại chị. Xin chào.